Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trước cái căn nhà của anh Nguyên, anh Nguyễn Văn Nguyên đúng không? Dạ. Anh Nguyễn Văn Nguyên thì gia đình sống ở trên dòng sông Mã tại làng chài của xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thì sau bao nhiêu năm sống lênh đênh ở trên sông nước thì đến hôm nay thì anh gia đình anh chị đã được nhà nước cấp đất cho lên trên bờ để xây dựng lên cái căn nhà này. Thì Caritas Thanh Hóa cùng với các tổ chức từ thiện bên xã hội, gia đình cùng nhau xây dựng lên cái căn nhà này cho gia đình của anh Nguyên. Hôm nay nhà đã xây dựng xong, chúng tôi về đây để khánh thành và bàn giao cho gia đình của anh Nguyên. Đây là cái phòng khách của gia đình. Đây là phòng khách, đây là một phòng ngủ thứ nhất. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đây là cái phòng ăn, phòng bếp. Phòng tắm, vệ sinh ở đây. Đây là bếp để rửa. Nhà rất là đẹp, khang trang, đẹp đẽ. Đấy. Nhà là bằng tôn xốp chống nóng. Tôn này vừa bền, vừa đẹp và vừa mát đấy, chống nóng. Hôm nay Caritas Thanh Hóa đến làng chài của xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để bàn giao cái căn nhà này cho gia đình của anh chị Nguyễn Văn Nguyên. Anh chị Nguyễn Văn Nguyên là sống ở trên thuyền tại làng chài Yên Phong đó, dưới chân cầu Kiều Hộ trên dòng sông Mã. Thì bao đời này thì anh chị cũng đã ước ao làm sao để có một ngày có được đổi đời của mình trên bờ đó, có căn nhà giống như bao người khác. Thì đến hôm nay thì cái ước mơ đó đã thành hiện thực, đó là chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã cấp đất cho gia đình và anh chị, rồi là bên Caritas Thanh Hóa cũng kết hợp với các cá nhân, rồi các tổ chức từ thiện giúp đỡ để hỗ trợ để xây dựng lên cái căn nhà này cho gia đình của anh Nguyễn Văn Nguyên. Thì anh Nguyễn Văn Nguyên với chị ở đây kết hôn với nhau đã 10 năm nay rồi, cũng lời chưa có con. Áo ước của gia đình đó là một căn nhà, một đứa trẻ để rồi cuộc sống gia đình nó được vui vẻ, được hạnh phúc. Thì biết đâu hôm nay thì trong cái căn nhà tình thương này anh chị có nhà mới, biết đâu Chúa lại tiếp tục yêu thương và ban cho anh chị có một đứa con để cho gia đình được có cha có mẹ, có con cái để vui sự vui nhà. Thì cha cũng như các sơ đây là cầu nguyện để cho cái ước mơ đó của gia đình con được nên thành hiện thực nhé. Rồi cái căn nhà tình thương này đấy là cái căn nhà cho ân nhân đó để do Sơ Hải, xin mời Sơ có đôi lời. Con xin chào Giang, chào hai sơ và chào hai chú con. Anh chị Hoàng Bình Hương đấy là cái nào lòng mong ước của chúng con muốn giúp đỡ người nghèo, thì sơ đã cố gắng hết mình với cha thường
để cộng tác vào với nhau để tạo nên cái máy ấm cho cái gia đình này. Tức là cái số tiền chúng con gửi về thì cha gửi cho Caritas, thì Caritas đã dùng cái số tiền đó để cùng với các cơ quan từ thiện góp và xây cái gia đình này cho gia cho họ. Rồi chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình chúng con và xin kính chúc lành cho gia đình chúng con luôn luôn an bình. Và các anh chị này là cái anh chị mà không có con, lập gia đình có 10 năm mà không có con, thì Sư Hải đang bảo thôi vậy thì nhận Sư Hải làm con nuôi ngọn chưa chị. Bây giờ con là có một cái lời cầu xin nào đó để nhận Sư Hải làm con nuôi được không? Rồi xin cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn Sư Hải, cảm ơn gia đình anh chị Bình Hương không? Bên Canada đó, rồi các anh em bên Canada đó, thì cũng qua anh Thạc đó, thì cảm ơn anh chị Bình Hương cũng như là nhân dân Canada rất là nhiều, rất là Sư Hải này đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa để đến với mỗi người khổ đau ở trên cái giải đất Thanh Hóa này. Và hôm nay Sư về đây để chứng kiến cái việc trao nhà cho gia đình của anh Nguyên ở đây, như lúc anh Nguyên vừa nói đó, cứ mong sao đến gia đình anh chị cũng có một em nhé trong tương lai gần. Nếu mà Chúa thương, nếu Chúa muốn thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Cái việc mà di chuyển lên trên bờ đó là cả một cái việc rất là lớn lao, cả thế mà bây giờ đã làm được thì Chúa có thể cho anh chị có được những đứa con trong tương lai nhé. Cứ tin tưởng cạnh trong hy vọng nhé. Rồi cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn cho những người cảm ơn cha, cảm ơn sư, cảm ơn họ đã giúp đỡ và làm những con. Đây cảm tưởng con như thế nào khi mà hôm nay con nhận tưởng con gia đình hai của chồng con rất vui và cũng có rất vui là tại đang lên đây ở dưới dòng sông lên bờ rất là vui và ấm áp. Rồi. Rồi Nguyên làm sao cảm tưởng con như thế này? Như mong muốn tôi lên trên này với mọi người nhà đất này mong được lên đây như sau. Đó thì bây giờ lên trên bờ rồi thì cố gắng là hội nhập với cuộc sống mới trên đất liền nhá. Với bà con lối xóm đó thì mình sống sao cho tràn hòa với tất cả mọi người nhé. Rồi xin nhận một con cái lời cầu chúc thì cho gia đình. Năm nay con với cha thì bây giờ con cũng rất là thương đồng bằng với anh chị là 10 năm. Nên đây chỉ có hai anh chị trên bên dòng sông nên là có được một mái ấm, một mái nhà để ăn cư lạc nghiệp, rồi không phải sợ những ngày trời mưa gió. Thì rất là cầu chúc cho anh chị sẽ có một điều kỳ diệu hơn nữa. Là điều kỳ diệu một ước mơ đó là được có ngôi nhà, và thì bây giờ mình sẽ có một điều kỳ diệu mà sẽ được Chúa chúc phúc, đó là do cho anh chị có một đứa con. Thì cầu chúc anh chị sẽ luôn luôn hạnh phúc trong cái mái ấm này. Cảm ơn mẹ. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Và cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng trên lời nguyện lên Chúa Giêsu, đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người nói thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng các ông định tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ này ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang đi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về đây trước bàn thờ Chúa để rồi chúng ta nài xin Chúa thánh hóa ngôi nhà này cho một gia đình người ở dưới thuyền, hay được gọi là người sống ở trên vùng sông nước. Và chúng ta cũng biết được rằng những người sống ở trên vùng sông nước rất là vất vả, khổ cực. Tất cả mọi sự chỉ sinh hoạt trên một con thuyền lênh đênh. Trời nắng thì cũng nóng, mà trời mưa thì
ướt và rất là lạnh. Cho nên cuộc sống của họ rất cơ cực, bao nhiêu những cái khao khát mong chờ, bao nhiêu những cái ước mơ để rồi có được một ngôi nhà ở trên bờ để ở. Hôm nay đây, qua sự quan phòng của Chúa, qua sự giúp đỡ tận tình của Caritas giáo phận Thanh Hóa, của quý ân nhân xa gần và của tất cả mọi người đã hiệp thông, đã cầu nguyện, và nhất là sự cộng tác đắc lực của gia đình trong lời cầu nguyện và sự cố gắng, hôm nay ngôi nhà này đã được hoàn thành và dâng hiến cho Thiên Chúa, để chính Thiên Chúa thánh hóa, để rồi cho mọi thành viên trong gia đình này ở trong tình thương của Chúa, ở trong ngôi nhà này. Nhưng để cộng tác cách đắc lực hơn nữa, thì từng thành viên trong gia đình này cũng hãy dùng lòng tin tưởng, cậy trông vững vàng và quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Hãy sống đức tin với tất cả niềm tin tưởng khó khăn, và hãy sống lời mời gọi của Chúa để rồi làm sáng danh Chúa ngay trên địa hạt này, và để mọi người nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc phúc cho ngôi nhà này, xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, và đặc biệt là những người sẽ ở và đến với ngôi nhà này luôn luôn cảm thấy sự bình an và sự hiện diện của chính Thiên Chúa tình thương. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa trời đất, đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn chúng ta đồng thanh tôn vinh. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thanh hoa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là thương khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tân cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiên tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đang chấp nhận việc đón rước của các bạn đâu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin đoán thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang này, xin Chúa ban các lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng coi Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên
Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn bình an. Tạ ơn Chúa. Con xin thay mặt cho các thánh thánh hóa xin hết lòng cảm ơn cha xứ là người đã luôn luôn có một cái tình cảm đặc biệt đối với những gia đình sống ở trên sông nước. Biết bao nhiêu lần các thánh thánh hóa về thăm các gia đình ở trên sông nước thì đều có sự đồng hành của cha xứ. Ngài đã lăn lội xuống dưới bờ sông rồi là lom khom trèo lên những con thuyền và là ngồi lắng nghe từng câu chuyện của từng gia đình, từng cái nỗi niềm của họ. Thì qua những cái lần viếng thăm như vậy còn thấy cha xứ là người mà luôn luôn có một cái tình phục tử đối với đoàn viên lênh đênh trên sông nước của mình. Và khi mà đã được chính quyền cấp đất thì ngài cũng đã cùng với giáo xứ có một cái khoản tiền để giúp cho hỗ trợ cho gia đình trong việc mà xây dựng căn nhà này. Thì xin hết lòng cảm ơn cha, cầu chúc cho cha được nhiều ơn lành của Chúa để rồi cha sẽ tiếp tục quan tâm chăm sóc đến những gia đình được bên bờ lần này để giúp cho họ sớm hội nhập với cuộc sống ở trên bờ. Rồi hết lòng cảm ơn một lần nữa, hết lòng cảm ơn hai vị ân nhân, đó là anh chị Hoàng Bình Hương ở bên Canada và người thân của Sơ Hải đây, cũng như là qua trung gian của anh Phạm Đức Thành. Xin Chúa chúc lành và trả công ơn hậu cho quý ân nhân và xin chúc mừng gia đình nhé. Anh chị ở đây là lấy nhau cả 10 năm nay rồi nhưng mà chưa có con thì không nói đùa đó, bởi vì mà nói thật chứ chẳng phải nói đùa, thì các cha ở đây, các sơ ở đây, mọi người ở đây cầu nguyện cho biết đầu Chúa ban cho mình có căn nhà, đó là cái ơn đặc biệt rồi. Thì khi mà có căn nhà mới rồi biết đâu Chúa lại ban cho mình có một người con nhé, có những đứa trẻ, thì rồi trong căn nhà này luôn luôn có được tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ thì gia đình của mình sẽ được hạnh phúc hơn. Chúng ta hiểu ý được cầu nguyện cho anh chị là nguyên đây để sớm có em bé nhé. Thì đối với Chúa thì cái gì cũng có thể được, nên chúng ta tin tưởng vào Chúa, cái chồng của Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ ban ơn cho mình nhé. Rồi một tràng pháo tay để chúc mừng. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!